미친놈. Hàng năm, các nhà khoa học trên khắp thế giới luôn nỗ lực không ngừng để tìm ra câu trả lời cho những bí mật còn ẩn khuất trên khắp hành tinh. Cuộc tìm kiếm ấy luôn mở ra những phát kiến hay điều rất thú vị không thể ngờ tới. Và quan trọng hơn hết, giải thích được một điều bí ẩn đôi khi sẽ mở ra một chuỗi những câu hỏi khác khiến thế giới trở nên phức tạp và càng bất ngờ hơn. Nếu nhắc đến những địa danh bí ẩn nhất thế giới, người ta không thể không nhắc đến bãi đá cổ Stonehenge. Và câu hỏi được nhiều nhà khoa học đặt ra là có gì bí ẩn dưới lòng đất gần bãi đá cổ nổi tiếng ở Vương quốc Anh, bãi đá Stonehenge. Theo báo cáo ghi lại, các nhà khảo cổ Anh đã tìm thấy một bãi đá Stonehenge thứ hai dưới lòng đất gần khu vực bãi đá cổ đầu tiên mà chúng ta vẫn hay nhắc tới. Bãi đá mới được phát hiện này gồm hơn 90 tảng đá sắp xếp theo hình chữ C nằm cách bãi đá Stonehenge nổi tiếng khoảng 3 km. Các nhà khoa học cho biết, các tảng đá được tìm thấy nằm sâu dưới lòng đất gần 1 mét và có chiều cao lên đến 4,5 mét. Bãi đá Stonehenge thứ hai này nằm ở rìa phía đông nam của bức tường Durington, một di chỉ đá cự thạch lớn khác ở Anh. Tuổi thọ của các viên đá cự thạch mới được phát hiện cũng sấp xỉ tuổi thọ của những viên đá ở Durington, có nghĩa là đã gần 4.500 năm. Những tảng đá đã bị giấu dưới lòng đất trong hàng ngàn năm được phát hiện quả là một điều tuyệt vời. Góp phần không nhỏ vào thành công ấy là nhờ thiết bị radar đặc biệt cho phép dò tìm các vật thể có cấu trúc và kích cỡ đặc biệt dưới lòng đất. Theo các nhà khoa học, đây là một trong những công trình bằng đá lớn nhất châu Âu. Các nhà khoa học vẫn đang tiến hành các thí nghiệm để nghiên cứu về nó. Một số cho rằng đây là một nơi để thực hiện các nghi lễ cổ xưa với cách xếp đá và hình dạng của các viên đá giống như một sân khấu để gây ấn tượng với người xem. Tuy nhiên, câu trả lời chính thức vẫn còn phải chờ đợi kết quả nghiên cứu tiếp theo từ giới khảo cổ và khoa học. Hột quạt ga được phát minh trước diêm quạt. Một thứ trông có vẻ công nghệ hiện đại như vậy, hóa ra lại ra đời trước cả thứ trông như được người tiền sử sáng tạo ra. Trên thực tế, hột quạt ga có tổ tiên là súng kiếp. Cơ chế hoạt động gồm một viên đá lửa đập vào mặt kim loại làm cháy thuốc ở cốc mồi. Hột quạt ra đời vào năm 1823 do một người Đức phát minh, còn diêm quạt thì đến năm 1826 mới được một người Anh chế tạo ra. Nếu bạn nuôi cá vàng trong phòng tối, chúng sẽ phai màu. Chỉ trong môi trường đầy đủ ánh sáng, cá vàng mới có được màu sắc lung linh rực rỡ nhất thôi nhé. Tuy nhiên, bạn cũng không nên để chúng trực tiếp ngoài nắng vì nước sẽ bị quá nóng, gây hại cho cá đấy. Phụ nữ có nhiều thụ cảm thể, cảm nhận đau hơn nam giới, nhưng ngưỡng chịu đau của họ cũng cao hơn. Có thể nói, phụ nữ nhạy cảm với cơn đau hơn, nhưng đồng thời nhờ sức chịu đau của họ cao hơn nam giới, nên các chị em mới có thể sống sót qua cơn đau lúc sinh nở. Hoa được nghe nhạc sẽ phát triển nhanh hơn. Từng có một nghiên cứu khoa học cho thấy, khi hoa được nghe nhạc heavy metal, chúng sẽ nở rất tươi tốt. Cũng trong một nghiên cứu khác, những loại nhạc cổ điển như của Beethoven hay Mozart cũng giúp hoa phát triển vượt trội. Vịt con xem điều chúng thấy thường xuyên nhất trong 10 phút sau khi sinh là mẹ. Chính vì bản chất này của loài vịt mà đã có nhiều trường hợp chúng xem giày, bóng, thậm chí là cả một chiếc quạt điện là mẹ. Theo các khoa học gia, người có IQ càng cao thì nằm mơ càng nhiều. Bộ não hoạt động năng suất hơn vào ban đêm, với công suất bằng một chiếc bóng đèn 10W. Vì thế, những người có IQ cao sẽ mơ nhiều hơn hẳn một người có IQ thấp hơn. Cướp biển che một bên mắt để cải thiện tầm nhìn vào ban đêm.
Thông thường cướp biển sẽ che một bên mắt khi ở nơi đầy đủ ánh sáng. Sau đó khi phải vào nơi thiếu sáng, họ sẽ tháo bịt mắt ra để che đi mắt bên kia, và con mắt bị che khi ở ngoài sáng sẽ thích nghi tốt hơn trong bóng tối, giúp họ nhìn rõ hơn. Nguy cơ bạn chết vì dừa rơi vào đầu cao hơn cả bị cá mập tấn công. Vào năm 2002, một báo cáo từng nêu ra rằng số người chết mỗi năm do dừa rơi vào đầu là 150, trong khi số người chết do bị cá mập tấn công chỉ có 5. Khi mặt nhăn mày nhó, bạn tiêu tốn nhiều calo hơn khi mỉm cười. Theo nghiên cứu, một nụ cười sẽ huy động 12 cơ mặt, trong khi một cái nhăn mặt chỉ huy động 11 cơ. Tuy nhiên, vì chúng ta cười nhiều hơn là nhăn nhó, nên các cơ mặt thường được vận động khi cười sẽ quen dần với động tác đó. Cũng vì thế mà lượng calo chúng tiêu tốn sẽ ít đi. Cũng giống như khi bạn tập mãi một bài tập và cơ bắp của bạn bắt đầu quen với cường độ tập luyện ấy vậy. Dụng cụ khui hộp được phát minh sau đồ hộp 48 năm. Con người đã sử dụng hộp thiết để trữ đồ ăn từ năm 1772, nhưng mãi đến năm 1855 thì đồ khui hộp mới ra đời. Trước đó, ai nấy đều phải vật vã dùng dao mới hòng mở được nắp hộp thức ăn. Cá voi hát sai nốt sẽ bị lạc bầy và sống một mình suốt cuộc đời. Nếu không hát cùng tần số với các con cá voi khác trong đàn của mình, thì con cá voi lạc giọng sẽ không thể giao tiếp được. Do đó, nó sẽ bị bỏ rơi và phải sống một mình. Mắt của một con đà điểu còn to hơn não của nó. Đà điểu cao 2,7m và nặng 145kg, với mỗi con mắt có đường kính lên đến 5cm. Không những mắt đà điểu to hơn não của nó, mà còn to hơn tất cả mắt của những con vật khác trong vương quốc động vật. Cho đến những năm 1950, hút thuốc vẫn được xem là hành vi lành mạnh. Nhờ chiến dịch quảng bá quá hiệu quả của các hãng sản xuất, thuốc lá trước đây vốn luôn được xem là thứ khẳng định đẳng cấp quý ông và giúp phụ nữ giảm cân. Vị vua trên quân bài vua cơ là người duy nhất không có ri mép. Không những không có ri mép mà trên đa số các lá bài, cách cầm kiếm của ông vua này còn rất kỳ lạ, đó là chỉ kiếm thẳng vào đầu, vì thế mà ông ta còn được gọi là vị vua tự sát. Năm 1932, quân đội Úc tuyên chiến với đà điểu sa mạc Úc và loài đà điểu thắng. Trận chiến diễn ra trong vỏn vẹn 8 ngày, nguyên nhân là do loài đà điểu to lớn không biết bay này đã gây rối tưng bừng tại quận Campion ở Tây Úc, khiến họ điên tiết và quân đội phải tìm mọi cách kiểm soát dân số chúng. Thế nhưng kết quả là thất bại thảm hại. Một hòn bi thủy tinh có độ nảy cao hơn một hòn bi cao su cùng kích thước. Theo lý giải vật lý, khi bi cao su chạm đất, nó bị biến dạng trước khi trở lại hình dạng ban đầu rồi mới nảy lên. Điều này khiến động năng bị mất đi một phần. Trong khi đó, bi thủy tinh thì ít bị biến dạng hơn khi chạm đất, dẫn đến động năng mất đi ít hơn và nó sẽ nảy lên cao hơn. 2/3 dân số thế giới chưa từng nhìn thấy tuyết rơi. Theo tính toán của một nhà địa lý học, thì đây là số người dân trên địa cầu chưa từng được nhìn thấy tuyết. Vòng cổ có gai được phát minh vào thời Ai Cập cổ đại để bảo vệ chó nhà khỏi chó sói. Người Ai Cập cổ đại chưa từng xem chó là thú nuôi, mà là những thợ săn và những người bảo hộ. Chính vì thế mà họ cho chó đeo vòng cổ có gai để bảo vệ cổ chó khỏi bị chó sói tấn công, đặc biệt là trong những cuộc đi săn. Nếu xe bay được, bạn sẽ chỉ mất 1 tiếng để lên đến không gian. Với vận tốc 95 km/h, bạn chỉ mất 1 tiếng để vượt ra khỏi bầu khí quyển và tiến vào không gian trên một chiếc xe hơi. Còn nếu bạn muốn đến mặt trăng, cách trái đất 400.000 km thì sẽ phải mất lâu hơn nhiều, khoảng 6 tháng.